Thưa quý vị, cách đây ít ngày thì một phi công mới 36 tuổi của hãng hàng không nước ngoài đã bị đột tử ngay trước lúc máy bay cất cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và vài ngày sau thì thêm một trọng tài bóng đá đột quỵ ngay trên sân cỏ trong lúc kiểm tra thể lực. Những vụ việc trên khiến không ít người lo ngại, bởi lâu nay chúng ta thường nghĩ việc tai biến hay là đột quỵ chỉ là vấn đề của người già. Còn những người trẻ tuổi và khỏe mạnh lại thường xuyên luyện tập thể dục thể thao thì ít có nguy cơ bị. Vậy phải chăng bệnh nhân đột quỵ đang trẻ hóa dần và đe dọa cả những thanh niên có sức khỏe? Vì sao lại như vậy, và quan trọng hơn là làm thế nào để có thể phòng ngừa và xử lý được nếu chẳng may chúng ta hoặc là người thân bị đột quỵ? Trong chuyện tối nay, chúng tôi sẽ cùng bàn về vấn đề này với sự tham gia của vị khách mời, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, là trưởng khoa nội hồi sức thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Lời đầu tiên thì xin chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian tham dự chương trình. Xin chào chị Linh Đan, chào quý vị khán giả. Vâng ạ, thưa anh, những câu chuyện mà Linh Đan vừa chia sẻ ở ngay những giây phút đầu tiên của chuyện tối nay thì có lẽ cũng đã khiến cho rất là nhiều người cảm thấy lo lắng. Tại sao những người đang rất là khỏe mạnh và tiền sử của họ thì cũng không mắc phải bệnh tật gì, và họ cũng là những người thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình như là phi công hay là vận động viên mà lại có thể mắc phải căn bệnh đột quỵ ạ? Lời đầu tiên thì tôi xin cảm ơn VTC đã mời tôi đến đây để chia sẻ. Vâng. Về một cái chủ đề nó cũng khá là nóng ở trên mạng xã hội gần đây. Thì đối với các anh chị ngoài ngành thì cái bệnh đột quỵ này thì cũng tương đối là mình cũng không biết nhiều. Nhưng mà chúng tôi làm trong ngành thì chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân đột quỵ. Và chúng ta đều biết là cái bệnh đột quỵ này thì nó không từ một ai, bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể bị căn bệnh này. Vâng. Thường thì khi mà nhắc đến căn bệnh đột quỵ thì từ trước đến nay người ta thường chỉ nghĩ là những người mà già hoặc là cùng lắm là trung niên, khoảng tầm 40 đến 45 trở lên á, thì người ta mới dễ bị mắc bệnh đột quỵ. Nhưng mà anh vừa chia sẻ là cái căn bệnh này thì nó không từ bất kỳ một ai. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta thấy là những người trẻ thì có nguy cơ bị đột quỵ nó cũng tăng dần lên. Thì có phải căn bệnh này đang dần trẻ hóa hay không thưa anh? Cũng không hoàn toàn là căn bệnh này dần trẻ hóa. Tại vì là cái bệnh đột quỵ này thì thường nó sẽ xảy ra nhiều hơn ở các cái lứa tuổi mà cao tuổi. Ví dụ từ 45 trở ra thì cái nguy cơ mà mắc bệnh đột quỵ nó sẽ nhiều hơn. Thế thì tuy nhiên gần đây thì tôi cũng không rõ cái hồ sơ y tế của những cái trường hợp mà chị vừa chia sẻ trên mạng, nên là cũng chưa thể khẳng định chắc chắn về cái căn nguyên. Nhưng mà cũng rất nhiều khả năng là những cái trường hợp này là một cái bệnh lý, một cái dị dạng mạch máu não nó bị vỡ, do đó bệnh nhân có thể diễn biến rất là nặng và tử vong trong thời gian ngắn. Có nghĩa là bây giờ một thanh niên khỏe mạnh bình thường, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và có thể lực tốt cũng có khả năng mắc phải đột quỵ ạ? Vâng, hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân là vì sao vậy ạ? Thì như tôi vừa nói đấy, cái căn bệnh đột quỵ này thì nó có liên quan đến rất nhiều cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là tuổi, ví dụ như là giới, rồi những cái bệnh lý về tim mạch, ví dụ tăng huyết áp, tiểu đường, cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hoặc là những cái bệnh liên quan đến máu. Thì nếu mà bệnh nhân bị những trường hợp này mà mình không được tầm soát và kiểm soát thì rất có thể là bệnh nhân sẽ bị xảy ra. Có nghĩa là có rất nhiều những cái lý do và nguyên nhân khác nhau dẫn đến cái việc là chúng ta bị đột quỵ, chứ không chỉ riêng là về lứa tuổi thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, là chuyên gia trong lĩnh vực điều trị thần kinh thì trong nhiều năm y nghiệp của mình, có trường hợp đột quỵ nào mà khi tiếp nhận thì anh cảm thấy là ấn tượng nhất cho đến thời điểm này không thưa anh? Tôi cũng không dám dùng cái từ ấn tượng, nhưng mà thật ra là day dứt nhất thì chúng tôi nghĩ là có một số trường hợp. Thứ nhất là những cái bệnh nhân đột quỵ mà đến khám với chúng tôi, bệnh nhân rất là nghèo, từ những vùng núi xa xôi bệnh nhân đến, và khi đến với chúng tôi thì thứ nhất là một là quá muộn, và thứ hai là bệnh nhân cũng kiệt quệ về vấn đề tiền, kinh tế, bệnh nhân không có khả năng để chi trả cho các cái xét nghiệm cũng như là các phương pháp điều trị của chúng tôi. Thì đấy là cái mà xót xa. Vâng. Cái trường hợp thứ hai là những cái cháu bé, thậm chí rất là nhỏ tuổi, có khi chỉ 2-3 tuổi hoặc là 4-5 tuổi thôi, và đến cũng bị xảy ra những cái đột quỵ. Thì những cái cháu bé này thì có thể là những trường hợp là có những cái dị dạng mạch máu não bẩm sinh mà mình không thể phát hiện sớm được, gia đình cũng không quan tâm chú ý đến những cái triệu chứng ban đầu sớm, ví dụ như là đau đầu hoặc là những cơn động kinh, co giật vân vân, và không cho cháu bé đi thăm khám sớm. Và đến chúng tôi mà khi đã vỡ rồi thì nó quá muộn rồi. Vâng thưa anh, tôi cũng có một người thân là nữ giới và đã mất ở tuổi ngoài 30 vì đột quỵ, là do bị vỡ cái mạch máu não. Thì không biết rằng là liệu cái việc đột quỵ thì nó có nhiều dạng thể khác nhau không, hay là nó chỉ có một dạng thôi ạ?
Thì trước khi trả lời câu hỏi của chị thì tôi cũng muốn nói một chút về cái khái niệm của bệnh đột quỵ. Thì chúng ta đã biết là cái não nó chi phối gần như hoàn toàn các cái hoạt động của cơ thể. Và khi một cái mạch máu não nó bị tổn thương thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng có thể là vỡ mạch hoặc là tắc mạch, thì nó sẽ gây nên hiện tượng là chết tế bào hoặc là giảm mất chức năng, và nó sẽ gây nên các cái triệu chứng ở trên lâm sàng. Thì từ hai cái dạng đấy, một là tắc mạch, hai là vỡ mạch máu não, thì người ta chia đột quỵ ra làm hai cái dạng. Dạng nhất là dạng tắc mạch hay người ta gọi là nhồi máu não, và dạng thứ hai là dạng chảy máu não. Thì trong đấy nhồi máu não thì chiếm tỷ lệ nó lớn hơn khoảng 85%. Và có những cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết là chúng ta có nguy cơ mắc đột quỵ ạ? Những dấu hiệu thì ở những bệnh nhân mà những cái thuộc cái nhóm nguy cơ cao, ví dụ như tuổi cao này, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, uống rượu, hút thuốc, rồi thì béo phì, hoặc là những bệnh nhân bị những cái bệnh nội khoa khác, ví dụ như là bệnh tim mạch, bệnh tăng huyết áp, rồi thì tiểu đường, bệnh máu, thì những cái đối tượng đấy là những đối tượng mà có nguy cơ cao và nên được thăm khám chuyên khoa để mình kiểm soát những căn bệnh đấy. Vậy thì với những người mà có đối tượng về là những cái đối tượng mà anh cho rằng là có nguy cơ cao dễ mắc đột quỵ, thì những cái dấu hiệu biểu hiện nào trong cơ thể để giúp chúng ta có thể sớm nhận ra, chẳng hạn như anh có chia sẻ là đau đầu hoặc là có những cái cơn động kinh, ngoài ra còn có biểu hiện nào hay không thưa anh? Những cái bệnh nhân mà bị đột quỵ thì thường nó xảy ra rất là nhanh, nên là những cái bệnh nhân mà có dấu hiệu như tôi vừa nói thì chúng ta nên đi tầm soát. Thế còn khi mà đã bị rồi thì lúc đấy thì bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng các cái triệu chứng khác nhau, ví dụ như là có thể là tê yếu này, rồi thì rối loạn ý thức, rồi thì không nhìn được, mất thị giác, mất khả năng ngôn ngữ, hay là bị liệt, vân vân. Thế một số những cái dấu hiệu rồi đau đầu. Vâng ạ. Tôi thường thấy trên mạng xã hội hay là trong những bộ phim, người ta vẫn hay thường chia sẻ với nhau những cái bí quyết để mà cấp cứu người bị đột quỵ trong cái khoảng thời gian được gọi là thời điểm vàng hay là bí quyết vàng. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái cơ sở nào hoặc là những cái phương pháp nào để chúng ta có thể sơ cấp cứu cho người bị đột quỵ trước khi đưa họ đi cấp cứu hay không ạ? Hội đột quỵ quốc tế thì người ta có một cái câu khẩu hiệu, tức là time is brain, tức là thời gian là não, tức là mình khi mà bệnh nhân được phát hiện đột quỵ thì phải ngay lập tức phải được can thiệp về mặt y khoa. Và cái cách mà tốt nhất ấy, thì là đưa bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế chuyên khoa để bệnh nhân được chẩn đoán chính xác và sau đó thì được xử trí. Thì về cái phương pháp điều trị thì đối với từng trường hợp, ví dụ như là tắc mạch não hoặc là chảy máu não, thì người ta có những phương pháp tiếp cận và xử trí khác nhau. Và tốt nhất là trong vòng khoảng dưới 3 tiếng là bệnh nhân nên được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất, và 1 tiếng rưỡi nữa thì còn tốt nữa. Thì lúc đấy bệnh nhân sẽ có nhiều cơ hội được cứu sống và gần như là không để lại nhiều cái. Vậy thì chúng ta có nên có bất kỳ một cái hành động nào can thiệp trong khi quá trình mà chúng ta chuyển đi cấp cứu hay không ạ? Chúng tôi thì thấy gần đây trên các mạng xã hội người ta chia sẻ một số phương pháp, thì ví dụ như là chích ngón tay vân vân đấy, rồi thì ăn cung, rồi một số những cái thuốc, thì tất cả những thuốc đấy thì nó đều chưa được kiểm chứng và nó không có cơ sở khoa học. Cái phương pháp đấy là cũng chưa được kiểm chứng. Chưa được kiểm chứng, và nếu mà bệnh nhân mà người ta làm ở đấy mà người ta yên tâm là như thế là đã được điều trị rồi, thì người ta sẽ lỡ mất cái cơ hội mà để được tiếp cận với cả việc chẩn đoán và điều trị một cách chính xác. Có nghĩa là khi mà trong gia đình của chúng ta hoặc là xung quanh của chúng ta có bất kỳ ai bị có dấu hiệu đột tử hay là đột quỵ, thì chúng ta chỉ có một cái phương pháp duy nhất là lập tức đưa người đó đến cơ sở y tế có chuyên khoa để mà nhận được sự chữa trị sớm nhất, có thể là sớm nhất, tốt nhất là trong vòng 1 tiếng rưỡi, nếu không là trong vòng 3 tiếng, đúng không ạ? Vâng, đúng. Trong gia đình của tôi thì cũng đã có người bị đột quỵ và cũng đã qua đời. Thì thêm một cái vấn đề nữa mà tôi rất là lưu tâm, đó chính là cái phương pháp để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Bởi vì không phải là có những gia đình là nhà của họ thì rất là gần cơ sở y tế, hoặc là có những gia đình nhà của họ rất là xa, không thể nào mà đợi xe cấp cứu đến kịp. Thì trong cái lúc vận chuyển thì chúng ta có cần phải lưu ý một cái vài điều gì hay không thưa bác sĩ? Trong quá trình vận chuyển thì tốt nhất là mình nên gọi những cái đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp, ví dụ như là cấp cứu 115 chẳng hạn. Thì đấy là những cái thành phố lớn. Thế còn ở những vùng nông thôn xa thì lúc đấy thì mình sẽ xin được tư vấn của những cái người mà người ta có kiến thức về y học và người ta biết đánh giá sơ bộ ban đầu trường hợp này có thể được vận chuyển được hay không, và người ta chuyển đến cái trạm y tế hoặc cái nơi trung tâm y tế gần nhất. Ví dụ như là người đó bị đột tử trong nhà vệ sinh hoặc là trong nhà tắm, thì khi di chuyển người đó từ khỏi nhà vệ sinh đi ra cánh cửa thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Có không nên sốc mạnh hoặc là không nên để dựng người đó đứng lên hay không thưa bác sĩ?
Những trường hợp như vậy thì thông thường người ta có thể đưa những cái cáng vào, người ta đưa đặt bệnh nhân lên và chuyển ra, tránh nằm nghiêng để tránh sặc những cái chất bệnh nhân nôn hoặc là sặc vào trong gây tắc đường thở. Vâng ạ, bác sĩ cũng có chia sẻ là đột quỵ thì không chừa bất kỳ một ai, cho dù người đó là một người rất là khỏe mạnh. Thì chúng ta có thể phòng ngừa căn bệnh này như thế nào ạ? Cách phòng ngừa tốt nhất là mình phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tôi vừa nói, ví dụ đến những cái tuổi như tuổi từ 45 trở ra như tuổi của tôi bây giờ chẳng hạn, là chúng tôi là phải thường xuyên phải đi khám bệnh và đi làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán. Và thứ hai nữa là mình những cái yếu tố nguy cơ mình phải tầm soát và cố gắng là có cái lối sống và lối sinh hoạt tương đối lành mạnh, hạn chế bia rượu thuốc lá, rồi thì tập thể dục thể thao vân vân. Vâng ạ, có nghĩa là tất cả những cái điều tốt nhất cho sức khỏe là chúng ta nên làm để phòng ngừa căn bệnh này, đúng không ạ? Vâng. Vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến một cái loại thuốc, đó là thuốc an cung, và tôi thấy hiện nay là giá thành của nó trên thị trường cũng khá là cao, và nó được mọi người đồn thổi như là một cái thần dược để có thể giúp vượt qua căn bệnh cũng như là phòng ngừa căn bệnh đột quỵ này. Nhưng mà cũng đã có trường hợp sau khi sử dụng thì đã bị xuất huyết toàn thân, thì bác sĩ cũng có chia sẻ là cái viên thuốc này hay là cái loại thuốc này nó cũng không có bất kỳ một cái chứng minh khoa học nào. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng thì liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ? Cái thuốc an cung ngưu hoàng hoàn là cái thuốc mà tôi thấy là 10 người thì phải có đến 9 người là người ta biết cái thuốc này. Vâng, một viên thì cũng hơn 2 triệu đấy ạ. Vâng, một viên thì giá nó cũng thành nó rất là đắt. Và thứ hai nữa là rất nhiều bệnh nhân là đến cái tuổi cao cao một chút là người ta mua sẵn trong nhà, để sẵn trong nhà. Chính xác. Và người ta uống để phòng thì... Gia đình tôi thì cũng có một viên ạ. Tôi xin nói luôn là cái thuốc đấy là không phải là thuốc để phòng bệnh. Và thuốc thì theo cái y học của Trung Hoa thì người ta dùng thuốc đấy để điều trị cái tắc mạch não, nhồi máu não. Tức là những trường hợp mà như tôi vừa nói chia sẻ ban đầu là một mạch máu nó bị tắc lại. Thế còn trong trường hợp mà chảy máu não chẳng hạn, thì khi mà bệnh nhân dùng thì có thể có nguy cơ nó làm nặng hơn bệnh. Vì vậy tất cả, và bên cạnh đấy thì cái thuốc này nó chưa có chứng minh khoa học nào cả. Nó chưa có những cái thử nghiệm lâm sàng và chứng minh khoa học một cách chặt chẽ. Thì theo cá nhân tôi khuyên là bệnh nhân không nên là lạm dụng, và khi mà có dùng thì mình cũng phải hết sức là lưu ý và được chỉ định của bác sĩ. Và khi chúng ta mua thì chúng ta cũng phải cần thực sự cân nhắc, bởi vì hiện nay là tôi thấy an cung được bán rất là tràn lan. Từ những từ những cái nhà thuốc chính thống cho đến là những cái tiệm thuốc đông y chưa được cấp phép cũng có bán cái loại thuốc này, và giá cả thì cũng thượng vàng hạ cám lắm. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh đột tử này, cũng như là có những cái phòng ngừa cho chính bản thân mình và cho những người thân trong gia đình. Và thưa quý vị, là căn bệnh gặp nhiều trong những năm gần đây thì có thể nói cũng đứng thứ hàng thứ ba sau ung thư và tim mạch. Đột quỵ là căn bệnh rất dễ tử vong, và việc điều trị đột quỵ não rất phức tạp, tốn kém và để lại nhiều di chứng lâu dài về thần kinh và tâm thần. Chính vì vậy, hiểu biết về cách phát hiện và xử lý kịp thời giúp giảm tỷ lệ tử vong cũng như là biến chứng có thể gây ra cho người bệnh là rất là quan trọng. Và nên nhớ rằng ai cũng có thể mắc phải căn bệnh đột quỵ, dù là những người vốn tưởng rất là khỏe mạnh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.